Xin chào các bạn, hôm nay đại lý Inac Thủ Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn cái mẫu bồn cầu mới ra mắt trong tháng 10 2019 này là AC969VN. Đây là cái mã hiệu của nó, AC969VN. VN tôi xin lỗi, BVK là cái này thể hiện cái màu sắc là màu trắng nha bạn. Kích thước của bồn cầu này là 747, bề ngang là 410 và chiều dài là 712. Sản phẩm này thì được sản xuất ở nhà máy Ly Siêu Việt Nam. Bên phía ngoài của cái hộp sản phẩm này thì nó có ghi thêm một thông số, đó là 38 kg, và có trang bị là men aqua ceramic nè, bồn cầu này là xả xoáy nè, tiết kiệm nước là sẽ có hai chế độ xả nước nha bạn, và nắp thì đóng êm, đây bồn cầu một khối. Trong cái thùng thiết kế hiện tại mới đây á, thì nó sẽ không có lắp chung với nắp bồn cầu so với những cái mẫu hồi xưa. Thì cái nắp này nó có cái mã hiệu là CF569VS ha. Đây là những cái thông số về của nắp nha bạn. Đây. Sản phẩm này cũng được sản xuất tại nhà máy Hà Nội. Tại Hà Nội ha, nhà máy của Ly Siêu. Thì tôi sẽ tiến hành mở cái sản phẩm này ra để chúng ta xem những cái bộ phận bên trong của sản phẩm này nha. Thì cái bồn cầu này thì nó ra mắt vào thời điểm cuối năm, cũng vào mùa khuyến mại của Inac. Thì sản phẩm này là được cho vào cái phân khúc là giá thành tốt nhất của bồn cầu một khối hiện tại, giúp cho khách hàng chúng ta có thể dễ tiếp cận hơn với loại bồn cầu một khối như vậy. Đây là cái phần nắp của cái thùng nước, sẽ bỏ ra ngoài. Ngoài ra thì nó có một số thông tin. Đây là chúng ta sẽ có cái thân cầu một khối như này. Đây là cái nắp bồn cầu. Đây là dây cấp nước, nó có van tê chi nước. Có nghĩa là chúng ta lắp với vòi xịt thì chúng ta cũng không cần phải mua thêm cái van có tê chi nước. Và đây là sử dụng bồn cầu sử dụng để rời nha bạn. Còn đây là những cái thông số của cái bồn cầu này. Là chiều dài nè, chiều cao bệ ngồi là 385, chiều cao cả thùng nước là 653, bệ ngang là 394, và chúng ta chú ý là ống thoát phân là 110. Đó, đây là những thông tin, và chúng ta sẽ lắp đặt thì chúng ta sẽ xem những thông tin trong đây thì chúng ta sẽ lắp được chính xác và cũng không quá khó khăn trong việc lắp đặt ha. Ngoài ra thì những phụ kiện đi kèm đây. Đây là cái van tê chi nước A-703-6. Cái mã này thì có thể thay đổi nha bạn, nhưng mà nó sẽ là van tê chi nước. Và đây dây cấp nước, nó dài khoảng 40 cm. Và đây là để rời, có nghĩa là cái để bằng nhựa và rời nha bạn. Chúng ta giúp lúc chúng ta lắp cái bồn cầu nó được dễ dàng và nó ít khi bị mùi ra ngoài hơn so với những cái nắp trước kia. Bây giờ tôi sẽ tiến hành đặt cái bồn cầu này vào cái khu vực trưng bày ở showroom Thủ Đức chúng tôi để chúng ta quan sát thêm cái bồn cầu này ha. Thì cái bồn cầu này thì chúng ta nhìn quan sát qua thì chúng ta sẽ thấy ngay một cái mà theo tôi là hiện tại là cái một cái tương đối nhược điểm. Đây, nó hơi hở phía sau này. Thực ra thì vì là bồn cầu giá rẻ nhất nên cái chuyện đó là cái chuyện cũng là bình thường thôi, để tiết kiệm giảm chi phí. Nhưng chúng ta sẽ có những cái ưu điểm của cái bồn cầu một khối ha. Thì cái dòng này là dòng xả xoáy, nhưng mà không phải là xả xoáy dạng như nó có hai lỗ cấp, mà nó xả xoáy gần như những dòng bồn cầu hai khối của Inac theo tôi kiểm tra hiện nay, và nó không có lỗ đẩy dép luôn nha bạn. Thì trên đây bồn cầu này mới ra nên đã được sử dụng cái logo mới của Inac hiện tại đang lưu hành, là nó không có chữ L giống như cái mẫu bên cạnh AC959 hiện tại chúng tôi đang trưng bày đây. Hiện tại cả hai logo này vẫn đang lưu hành nha bạn. Cái mẫu này là sử dụng logo mới và cái tem dán có cái mã sản phẩm ở đây luôn. Và bồn cầu này được trang bị men aqua ceramic đây.
Và ngoài ra thì chúng ta có cái chữ Aqua đóng trong cái thùng đây nè. Đây là những cái sản phẩm mà có Aqua Service sẽ được đóng vào cái khu vực mà không có cái được tráng men ha. Đây. Đây là phía trong cái bộ phụ kiện này. Trong đây nó cũng có cái C969 nha bạn. Đóng rồi. Thì nhìn chung là sản phẩm nó có một mặt như thế. Tôi sẽ tiến hành đặt qua cái nắp để chúng ta quan sát qua cái đường cầu này ha. Nắp đường cầu nó sẽ đặt qua như thế này. Thì tôi sẽ không tiến hành lắp đặt cái bồn cầu này vào để chúng ta xem, nhưng mà đặt qua cho chúng ta xem. Thì cái bồn cầu này nhìn cũng khá là ok. Và tôi sẽ... Cái nắp thùng nước này thì nó có một cái rất nổi bật, đó là rất mỏng nha bạn. Cái chiều nắp thùng nước này tương đối rất là mỏng. Mỏng và rất khít các bạn ạ, so với những tiêu mẫu trước kia. Nói chung là tình hình là chung khá là đẹp. Thì sản phẩm này hiện tại đang được trưng bày và cung cấp ở đại lý chính thức chúng tôi. Quý khách cần mua hàng có thể liên lạc chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng clip hoặc là click vào trang tdm.vn để xem giá khuyến mại cũng như đặt hàng đến website chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.